1.6 tỷ đồng. Nhà giàu Việt cũng phát hoàng, gia tộc Quân từng ở Mỹ có tốc độ kiếm tiền khủng khiếp. Cụ thể, mỗi phút có thêm 70.000 đô la Mỹ, tương đương 1,6 tỷ đồng, mỗi giờ có 4 triệu đô la Mỹ, tương đương 92 tỷ đồng và mỗi ngày có 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.300 tỷ đồng. Tài sản của gia tộc này đã lên hơn 191 tỷ đô la Mỹ và hiện đang đứng đầu danh sách gia tộc giàu có nhất thế giới theo xếp hạng của Bloomberg. Sự giàu có của gia tộc Guilt từng được khởi đầu từ việc Sam Guilt từng thành lập Guilt Mát năm 1962. Guilt Mát hiện là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, với doanh thu hàng năm là 500 tỷ đô la Mỹ từ gần 12.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Ba người trong số bốn người con của người sáng lập Guilt Sam Guilt từng là Rob Guilt từng, Alice Guilt từng, James từng đồng sở hữu Guilt từng Enterprises, cổ đông lớn nhất của công ty.